Đây anh Hoàng này, bắt tay anh cái. Chào anh. Nhà mình đâu anh? À, nhà vàng đây luôn à? Ôi thế định vị chỉ chính xác hết nhỉ. Đây là nhà anh làm răng à? À vợ làm à? À đây là chị. À lắp ở trên tầng trên này. À đây là chị. À thế à? Vâng ạ. Lắp ở trên tầng trên này chị. Hồng lên an ninh lên bật điều hòa xem. Đấy em đâu em lên ngắm nghía không gian tí. Đây ạ. À. Vâng, không gian chị đẹp quá. Đây mình sẽ để loa đây đúng không chị? Vâng. Thế này thì để dưới đất này hơi thấp nhỉ. Để dưới đất này à? Vâng. Đây một quả trầm trong này. Để em triển khai luôn nhé chị nhé. Chị các bác, đây là cặp loa Hunter. Và rồi khi mà chị em mới ngày hôm qua lên video xong thì anh Hoàng đã lựa chọn ngay và đặt ngay cái bộ dàn này rồi. Đây chỉ cho em chỗ đặt loa thôi. Để hai bên để dựng ngay dưới đất rồi anh. À. Để vậy nó có sợ hơi thấp không? À, cũng được đúng không? À, vâng. Rồi. Vậy, nặng phết đi. Anh Hoàng theo dõi bọn em lâu chưa? Hơn một năm rồi á. À. Nhà anh rất rất hay, có cái cửa này hay nhỉ? Nó vừa gọn. Mới à, cái điều hòa. Ê, điều hòa rồi, mát rồi. Đi, em lấy đi ra hoa. Mở hộp. Thế là trong mấy cái loa này em vừa ra phải là anh chọn luôn loa này luôn à? Vâng. Tức là không, tại vì mình nhìn cái loa này nó cân với cái bàn kia. Vâng. Tức là cũng đã nghiên cứu nhiều rồi đúng không? Này có duyên được gặp anh. Cân đối phù trí. Cân đối phù trí. Thế là trước kia mình đã chơi bộ nào chưa anh? À, chưa. Yeah, chưa chơi bộ nào đâu. Trong quê thì tớ có chơi. Chơi quê là ở đâu? Tớ quê Vĩnh Bảo. À thế à? Thế anh chị ra đây lập nghiệp lâu chưa? Mình đi vợ đấy. À. Đi mấy trăm mét. Vâng. Đẹp nhà trong này có những cái không gian này đẹp quá. Vâng. Nhưng mà Thủy Nguyên phát triển thật đấy nhỉ. Mấy năm nay khác hẳn. Cái này là em mới quay video ngày hôm qua. Thế là tối hôm qua này anh xem mà anh thích luôn à? Cái này là bản thấp, thấp thì là mới ra. Còn cái bản trước nữa thì có bản cao. Này, xài bộ này. Ôi trời, thoải mái luôn. Như phòng hát luôn. Anh có hay hát không? Ít hát rồi. Ngày xưa thôi, nhưng mà bây giờ thì nhiều như vậy. Bỏ lại cho con mấy chị nhỉ? Chị thì làm ở nhà. Vâng. Đúng rồi. Chị cũng lại cho nhân viên là hát hò giải trí. Đấy. Anh nhìn ngoài đời nó có đẹp hơn là trên video không? Đẹp đấy, thấy cái gần giống cái màu ghế nhỉ anh? Cái này sẽ để khoảng hai bên. Màu rất là hài hòa, đẹp. Trong số mấy cái loa đấy sao anh lại thích cái loa này nhỉ anh? Thấy đẹp hả? Đẹp, đúng thì nó cũng hoành tráng nữa nhỉ. Cái loa nó cũng sang đấy, đặt cái đuôi này vào nhà anh nó sang đấy, nhìn nó sang trọng khoảng cái phòng này luôn đấy, nó cân đối đi đúng không. Sau này trong này chỗ này anh có thể để một cái bức tượng hay là bình nước trong này. Anh công tác có gần đây không anh? Vâng ạ. Đó, em đi mấy nơi ấy thế là cũng tiện, đi một nẻo một chuyến xe luôn. Vâng. Em thường thường em ở Long Biên ạ. Long Biên Hà Nội đối diện bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Vâng. Đây là cái wifi nhà anh ạ. Tại vì vợ làm máy móc nhiều đấy. Vâng. Chị chắc là làm răng lâu rồi không? Đừng nói cái gì đấy ạ. Mười mấy. Tiếp là làm rồi. Làm người ta ở nhà. Vâng. Nếu có lần em
gõ cửa ghé thăm, gặp bao điều yêu cùng vài ngầm thầm. Em ơi người xưa đã ra đi, không gặp em lúc phân ly, không cho sầu thương đổ bờ mi.
cái cảm nhận khi mà anh em chúng em đến đây lắp bộ này cho anh? À, nói chung là anh em về mặc dù đường xa xa xôi vất vả nhưng mà nhiệt tình, mà chất lượng hoa đàn thì ổn định. Dạ, em cảm ơn anh. Thì anh chia sẻ thêm một chút là tí do lý do tại sao lại chọn hoa non đúng không em? Trong khi đó có rất nhiều đơn vị bán hàng không anh? Chắc có duyên. Nên là chất lượng cả anh em tốt, nhiều người dùng thì mình cũng ok thôi. Vấn đề gì cả. Quan trọng nhất là sau này cái hầu của nó là bảo hành bảo dưỡng. Dạ. Theo mình nghĩ. Dạ. Em chân thành cảm ơn anh. Okay. Em cũng rất cảm ơn anh đã tin tưởng ủng hộ. Chúc anh có những giây phút nghe nhạc vui vẻ. Cảm ơn anh em nhé.